truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Cậu có phải Thanh Trúc không? Vậy là đã kết thúc 3 ngày thử việc. Và tôi thấy tinh thần và thái độ làm việc cậu khá tốt. Nên tôi nghĩ chúng ta nên ký hợp đồng chính thức. Ký? Vậy là cậu muốn ký hợp đồng chính thức với tôi á? Ừ. Này nhá, thằng Kiki ấy, nó nhát như thỏ đế như thế. Em còn đợi nó tỏ tình với em ấy. Thì vợ anh đẻ được mấy đứa. Cậu nói cái gì? Tôi biết ngay mà. Con mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai cả. Chào mọi người. Tôi không đến muộn chứ? Xin chào tinh thần hùng mạnh của tôi. Rất vui được đón tiếp bạn. Mọi người, đây là Luân Vũ, người đã giúp anh có dự án mới rất thuận lợi đấy. Còn giới thiệu với bạn, đây là gia đình tôi, Nhật Hoàng, Nhã Thư và Kiki. Rất vui được gặp mọi người. Mọi người ơi, ly đâu? À, em ơi. Dạ. Gọi Tuấn Kiệt lên đây, bảo có khách VIP cần gặp nhé. Dạ vâng ạ. Nhanh lên đấy. Mọi người ơi, hôm nay không say không về đấy nhá. Không say không về. Chào mọi người. Chơi vui chứ hả? Lâu rồi không gặp, chắc em vẫn nhớ anh chứ. Em làm sao mà quên anh được ạ? Thì cũng nhờ có anh, em mới được làm nửa chủ quán bar này mà. Giới thiệu với em, đây là bạn trai mới của anh. Bây giờ anh đổi gu sang bóng mén cơ à? Cái gì? Bóng cái gì mà bóng? Anh này, Kiki là bạn trai của em cơ mà. Cái con này. Ở nhà chưa thống nhất với nhau à? Anh đâu cần phải lên mặt với em rồi lấy bạn trai người khác ra để làm bạn trai của mình đâu anh. Thôi, nói chung ấy, hôm nay là ngày vui của anh. Mừng cho dự án của anh đang rất thuận lợi. Nếu mà em không ngại ấy, thì ở lại chung vui với anh. Này, cấm từ chối đấy. Em không định từ chối luôn á. Vui mà, được mời thì mình cứ chơi thôi. Ok. Rồi nhá, lên lên. Cheers. Yo. Mọi người cứ tự nhiên nhá. Hôm nay Nhật Nam này bao cả quán. Chào cậu. Nhìn cậu có vẻ non nhỉ. Đủ tuổi uống rượu chưa? Dạ, em cũng uống một ít ạ. Thì tôi chỉ định uống một ít với cậu thôi, không nhu cầu uống nhiều. Lên. Hết đi, có một chút thôi mà. À, đấy. Kiki, cậu có sao không? Không sao. Chào cậu, tôi là Tuấn Kiệt. Rất vui làm quen với cậu. Là Kiki ạ. Kiki? Cậu làm tôi nhớ đến một thành viên của nhà tôi. Ai thế hả anh? Muốn biết không? Muốn biết không? Uống được nhiều đâu, đừng có ép cậu ấy nữa. Hay em uống giùm nhá. Thôi. Đang chuyện vui mà em. Quẩy lên nào. Vui lên mấy anh em ơi. Nó chết cách đây 3 năm rồi. Ai chết thế ạ? Con chó nhà tôi. Bị con chó khác cắn, chưa kịp tiêm phòng dại. Buồn quá. Nhắc đến nhẹ trong lòng ấy. Cậu uống với tôi, anh đang buồn quá. Anh đã chơi Kiki đấy à? Ừ? Anh biết thừa thằng Tuấn Kiệt là người yêu cũ của anh. Sao lại lôi Kiki ra đỡ đạn? Có dăm ba chai rượu, không say làm sao đâu. Mà ai đặt tên cậu bật Tuấn Kiệt? Bố em ạ. Bố? Bố cậu về yêu động vật nhỉ? Uống đi bố cậu. Yêu đấy. Kiều Kiki. Lên.
cậu có vẻ thích uống rượu nhỉ? Nhưng mà hôm nay vui như thế đủ rồi. Kiki nhà tôi sức khỏe hơi yếu. Còn nếu cậu muốn uống ấy, tôi tiếc. Nhưng mà tôi đâu có hứng uống rượu với cậu. Làm chuyện khác thì được. Hứng đấy. Thế tôi xin phép. Nào, đang ở trong ba mà xin phép cái gì? Thôi, đang ngồi chơi bạn bè vui vẻ thôi. Bạo thế nhở? Thôi, nào. Tránh ra. Ủa mọi người. Yeah. Đâu? Không uống được thì cũng phải biết từ chối chứ. Bây giờ ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng làm à? Này, cậu nghe tôi nói gì không đây? Sao cậu nói nhiều nhỉ? Mặt đỏ hết cả lên kia rồi. Uống gì mà uống lắm đấy. Tôi thích uống đấy. Thì làm sao? Làm sao hả? Em xin lỗi ạ. Minh Khang. Anh Trúc làm gì ở đây nhỉ? Minh Khang. Thanh Trúc, cậu ra đây nói chuyện với tôi một lát đi. Làm cái gì mà lâu quá vậy? Thì cũng phải cởi đồng phục quán đã chứ. Cái gì? Cậu đang làm đây á? Thì chỉ là đi làm thêm thôi mà. Nhưng mà có rất nhiều công việc để cho cậu lựa chọn cơ mà. Tại sao cậu lại làm đây? Ở đây không phù hợp với cậu đâu. Nó không phù hợp với tôi, nhưng mà nó giúp tôi kiếm tiền nhanh hơn. Cậu đang cần tiền hả Minh Khang? Thanh Trúc, tôi thích cậu. Tôi thật sự thích cậu. Và tôi không muốn cậu phải chịu khổ thêm nữa. Cậu nói cái gì cậu? Vậy bao nhiêu năm qua đây, tình cảm của chúng ta, cái thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu, cậu là bạn của tôi bao nhiêu năm rồi cũng không thể hiểu sao? Thế chẳng nhẽ bao nhiêu năm qua quan tâm cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu mà cậu không có một chút tình cảm gì với tôi à? Nhưng mà tôi không muốn cậu vì tôi mà phải kiếm tiền. Và tôi cũng sẽ không nhận tiền của cậu đâu. Cậu không thể cho tôi một cơ hội à? Chúng ta chỉ để làm bạn. Tôi là chơi cho thằng Nhật Nam một vố. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa tiến triển gì? Đừng nói với tôi là cậu hai mang đấy nhá. Bình tĩnh đi xem nào. Mâm cao thì cỗ mới đầy.
Mà thằng Nhật Nam nó còn đang ở trên 9 tầng mây kìa. Xong rồi ngã đến bụp phát. Cậu làm gì thì làm, đừng dùng tiền của tôi mà cho nó ăn chơi bạt tim mỗi ngày. Làm xong lấy tiền chuồn đi, đừng liên lụy đến tôi. Làm gì mà nóng tính thế. Mà cậu cũng thừa biết rằng cậu hận nó như nào thì tôi hận nó như vậy. Yên tâm đi, nhanh thôi, rồi chúng ta sẽ đạt được mục đích. Cái quan trọng là tiền của nó. Ok. Biết rồi. Rất cảm nhận. Người hỏi đấy à? Sao? Từ bao giờ không có thói quen gì to cảm nhận? À. Hay là giờ này lại tỷ tôi bắt đầu theo dõi tôi đấy à? Quân tử giao sự khác gì sao? Hai người đang nghĩ gì? Cậu đã nghĩ quá rồi đấy. Chỉ còn tôi là bạn cũ lâu ngày gặp nhau. Ngày xưa hôm trước cấp 3 mà. Thì những chuyện tâm sự để nói đi đâu? Nếu như muốn kiếm cơm ở đây thì đừng sợ mất cứng cho mèo gì ra. Với lại tôi thấy mà định làm gì thì làm luôn đi, làm luôn đây này. 2 giờ sáng này đang phởn đấy, làm gì làm đi, làm luôn đi. Quả như cậu, tôi chẳng phải ra tay. Nhưng mà tốt nhất là nên biết mình dừng, hiểu chứ? Đã bảo là bạn bè lâu ngày gặp nhau thì người ta muốn tìm hiểu Nhật Nam, thì ai là người hiểu Nhật Nam? Tôi, it's me. Một người đã từng đi qua đời Nhật Nam, đúng chưa? Đấy, giống như này này. Mình bước qua đời nhau à, để làm nhau đau. Trốn việc ra đây rồi đấy. Sao? Có chuyện gì? Anh Kiệt này, từ ngày mai cho em xin phép được nghỉ việc ạ. À? Chắc là chưa quen môi trường bên này hả? Thôi rồi, thật ra thấy cậu hiền lành, dễ thương, tôi cũng quý. Nếu mà suy nghĩ lại thì cứ gọi điện cho tôi nhé. Vâng ạ. Alo. Anh với cả Nhã Thư đã về chưa? Kiki đâu? Thế anh xuống đây nói chuyện với em một lúc được không? Vâng. À,
Có chuyện gì đấy? Anh và Luân Vũ gặp nhau ở đâu ấy? À, bọn anh là bạn học cùng lớp. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau đấy. Mà phải công nhận là nó mắt tay thật đấy. Cái số vốn em cho anh vay tăng 20% lãi rồi. Mà chỉ trong vòng 24 tiếng thôi. Thế cậu ta có biết mối quan hệ của anh với cả Tuấn Kiệt không? Biết làm sao được. Ngày xưa ấy, anh mày là hot boy của trường ấy. Thẳng lắm. Bây giờ mới cong thôi. Anh vẫn chưa hiểu vấn đề à? Anh vẫn không thấy cái gì để nó sai sai à? Sai á? Đừng có nói là Luân Vũ thích Tuấn Kiệt đấy nhá. Thế thôi, để em nói thẳng luôn, chứ đợi đến cái lúc anh đoán ra được rồi ấy, chúng lừa anh hết sạch tiền. Chúng nó chỉ đang muốn câu tiền của anh thôi. Bây giờ chúng nó thả cho anh một tí để anh có lòng tin. Sau này lợi nhuận nó cao quá, kiểu gì chúng nó trả té. Em bớt suy diễn lung tung lại đi. Mới chỉ nhìn có hai người nói chuyện với nhau thôi mà em đã nghĩ ra cả một câu chuyện dài rồi. Em nên đi làm tiểu thuyết gia đi. À, hay là em nghĩ rằng em luôn may mắn và thông minh hơn anh. Thế cho nên em coi thường thằng anh này đúng không? Coi thường à? Em chỉ thấy anh luôn tin người một cách ngu ngốc và đáng thương thôi anh trai ạ. Ờ, đúng rồi. Anh luôn ngu ngốc và đáng thương như thế đấy. Thế cho nên từ trước đến giờ ấy, chẳng ai đánh giá cao những việc anh đã làm cả. Thế những việc anh đã làm là cái gì? Trả nợ cho sông bạc, tôi giao quán bar vào tay người khác à? Em luôn tin tưởng anh và luôn muốn anh phát triển. Nhưng anh có bao giờ anh trân trọng cơ hội của em cho anh đâu. Làm ơn, làm ơn anh dùng cái đầu của anh mà suy nghĩ đi. Đừng bắt người khác phải suy nghĩ cho mình nữa. Mày nhảy lên đầu tao mà ngồi luôn đi. Mày kiếp. Bạn xuống xưa tôi nhờ cả. Có chuyện gì đấy? Tôi đang tìm người. Biết thì giúp tôi được gái đi. Các anh tìm ai? Anh trai tôi à? Còn Thanh Trúc đâu? Thanh Trúc là ai? Tôi không quen ai tên là Thanh Trúc à? Thế hôm trước mày đưa con nào vào bệnh viện? Cô ta va vào xe của tôi và tôi đưa cô ta vào bệnh viện. Thế thôi. Mày tốt nhỉ? Mày còn trả cả tiền viện phí cho nó nữa à? Đấy là tiền bồi thường. Tôi và cô ta không quen nhau, được chưa? Các anh mà không bỏ ra là tôi sẽ báo công an đấy. Mà mấy người cho vay nặng lãi các anh chắc cũng ngại va chạm với công an nhỉ? Yeah. Mày dọa bố mày đấy à? Hả? Anh ơi, có mấy thằng đang đi đến kia kìa. Chúng nó báo công an là hơi rách việc. Té đây này. Hẹn gặp lại. Kiki! Mấy giờ tôi vẫn chưa về nhỉ? Uống say như thế rồi. Mà sao mình lại tự nhiên phải lo cho cậu ta nhỉ? Thôi kệ. Cậu chưa ngủ à? Sao bây giờ mới về? Có biết là mấy giờ rồi không? Sao mà buổi đêm không biết sợ à? Tôi là đàn ông sợ gì chứ?
Mà tôi chả hiểu cậu quản gia cái kiểu gì mà nhà cửa bừa bộn như thế này á. Trước khi đi tôi có dọn rồi mà. Cậu có cần tôi dọn dẹp thêm gì không? Chân cậu bị sao đấy? À không sao. Tại nãy đi bộ đường hơi xa nên chân hơi bị chảy xước một xíu thôi. Đi bộ? Ừ. Thế cậu không biết gọi xe về à? À tôi quên đem theo tiền. Thế cái người mà cậu đuổi theo ấy, sao không đưa cậu về? Cậu ấy thì liên quan gì đến cuộc đời tôi chứ? Tại sao phải đưa tôi về? Tôi cứ tưởng đấy là bạn trai của cậu. Tôi men mà, đâu có thích con trai đâu. Tiếc nhở. Tôi cứ tưởng là cậu thích con trai thì tôi định tán cậu đấy. Cong thật rồi nhờ.